Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều thanh niên, đoàn viên trong tỉnh Hưng Yên đã tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Đây là trung tâm điều khiển từ xa được các đoàn viên thanh niên của công ty Điện lực Hưng Yên vận hành nhằm giám sát, thu thập dữ liệu và vận hành các thiết bị điện của toàn tỉnh. Ngoài ra, gần 290 thanh niên của công ty đã tích cực thực hiện công nghệ kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả như hệ thống thông tin quản lý khách hàng, hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa, hệ thống kiểm tra giám sát mua bán điện trong lĩnh vực kinh doanh, hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện. Đoàn viên thanh niên các chi đoàn thì tích cực tham gia các công tác chuyển đổi số, ví dụ như là công tác chuẩn hóa dữ liệu này, số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ trên các lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý kỹ thuật, kinh doanh cũng như dịch vụ khách hàng, từ trong giao dịch nội bộ đến các tiện ích tương tác với khách hàng đã được thực hiện trên không gian số, tạo thuận lợi cho khách hàng, rút ngắn thời gian cung cấp các dịch vụ điện và giải đáp kịp thời thắc mắc của khách hàng một cách tự động, chính xác, góp phần nâng cao độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Mới đây, Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông Đức Hợp là một trong 14 tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khen thưởng với thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số. Trường đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để trang bị nâng cấp các thiết bị thông minh. Đặc biệt, những giáo viên trẻ trong trường đã ứng dụng kỹ thuật số vào trong các hoạt động giáo dục, kế hoạch giảng dạy. Em thấy những cô giáo trẻ trường Trung học Phổ thông Đức Hợp đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào giảng dạy rất là chi tiết và cụ thể, thú vị. Hồi cấp 2 bọn em không được tiếp xúc với những chuyển đổi trong khoa học kỹ thuật trong giảng dạy, như là các thầy cô vẫn còn dạy chay rất là nhiều. Chúng tôi hết sức quan trọng cái việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao cái chất lượng chuyên môn trong giảng dạy của các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo trẻ đang là đoàn viên. Thầy Trần Văn Tỏ đã có sáng kiến thiết kế các cái ứng dụng để giảng dạy môn toán ở lớp 10 bằng công nghệ thông tin. Rồi là cô Trần Thị Thúy thì có sáng kiến xây dựng một cái thư viện số có tên là Lạc Chí Thư Quán, kỳ vọng là số hóa các cái đầu sách hay trong thư viện của nhà trường để giúp các em học sinh, giúp các thầy cô giáo có thể tiếp cận bất cứ nơi đâu một cách dễ dàng nhất. Hiện tại bây giờ đang là những cái chủ đề rất là hot, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là dữ liệu lớn, và áp dụng nó vào trong cái tiến trình học tập, bởi vì những người giáo viên như chúng tôi đi đầu những cái xu hướng như vậy và áp dụng vào việc giảng dạy của mình thì chắc chắn là các em học sinh sẽ được hưởng lợi. Để thanh niên Hưng Yên làm chủ được công nghệ số và đóng góp cho sự phát triển của quê hương, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động nhiều hoạt động với chủ đề Tuổi trẻ Hưng Yên tiên phong chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Những thanh niên trong tỉnh không ngừng sáng tạo, đưa chuyển đổi số vào trong mọi lĩnh vực. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên đang xây dựng cái đề án thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2024-2030, tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên về chuyển đổi số. Cái đề án này, đoàn viên thanh niên có thể tiếp cận được với những ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là vốn ở ngân hàng chính sách. Những ý tưởng các bạn đoàn viên thanh niên sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai hỗ trợ để cho thành hiện thực.